Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Hôm nay mình sẽ lại làm cái clip về vị tướng Tara nữa nha anh em. Hôm nay mình sẽ làm Tara đi USB nha anh em. Hôm nay mình đấu nick lớn. Nick này cũng cao thủ 30 sao rồi nha anh em. 29 sao, 30 sao gì đó. Nói chung ở cái ranh này thì mình đích Tara thì nói chung là mọi người cũng không có tán thành lắm đâu anh em. Nhưng mà thật sự Tara chơi ở các cái rank này thì cũng khá là ok chứ không sao hết anh em. Trời ơi, xin con bùa thôi anh em ơi, đừng căng anh em ơi. Làm gì vậy anh em? Bớt nấu anh em ơi. Mới vô không có ai có đủ đam để giết mình đâu nha anh em. Nói chung là mình đem tốc hành mình đi cướp bùa mình cũng có thể là tự tin mình chạy về. Chứ mà mình đem cấp cứu hay là đem bất cứ cái pháp bổ trợ nào khác là có thể là mình bỏ mạng ngay đó rồi nha anh em. Anh em nào mà chơi mà phong cách mà muốn cướp inbox như mình thì nhớ phải đem bổ trợ là tốc hành nha. Đừng có đem bổ trợ cấp cứu hay là cấm trụ gì là nó dí là ở bên đó luôn á. Nó cho chung bên đó luôn chứ khỏi về luôn anh em ơi. Ok, trận này mình sẽ đi USB cho anh Teo Nát nha anh em. Teo Nát thì chất tướng cứ cấu rẻ thôi, mình đứng mình xả chiêu hoặc là mình nói chung là đỡ đam cho tem bạn thôi. Mình đỡ đam của tem bạn để cho AD mình đứng sau lưng bắn thôi. Bạn đồng bọn mình hỏi kênh YouTube bạn là gì. Ok, mình đã được có 2 điểm hỗ trợ rồi nha anh em. Giờ mình sang con rồng này để lấy lợi thế là cho tem nè. Anh top mình đi ganh cái quả đó nói chung là khá là ok anh em. Mới có phút thứ hai mà anh top mình lên đường rồng để ganh cái đó là rất là tốt luôn nha anh em. Khi mà mình thấy cái vị tướng mà đối đầu mình ở đường top mà nó không xanh á, nó không có đủ lợi thế chơi với mình thì mình ăn quái xong rồi, hoặc là mình chơi mình nhắm không thể khả năng giết được nó, không kết liễu được nó, nên mình cứ ăn quái xong rồi mình sẽ đi lên farm ganh phụ đường rồng hoặc ganh phụ đường top, phụ đường mid để mình hỗ trợ cho team mình nha anh em. Ok, mình có mạng đầu rồi nha anh em. Mạng này mình sẽ dí luôn mạng bò luôn, không cho mạng bò về luôn anh em ơi. Chạy nè. Ok, team mình tỷ số là 4-0 rồi. Game này team mình chơi cũng khá tốt nha anh em. Dí team bạn sát sao luôn. Ok, trận này mình sẽ lên một món đam đầu tiên nha. Mình lên cái phụ trợ giải chón xong mình lên cái áo tròn ra luôn. Mình lấy lượng đam cho nó luôn, kiểu như tem bạn mà toàn là tay ngắn hoặc là đấu sĩ không. Mình nếu một pha chạy trốn thần thánh luôn nha anh em. Mình tem bạn mà tay ngắn không á thì mình thoải mái, mình cứ lên một xíu đam mình chơi. Nói chung là cái chất tướng Tara nó chỉ sợ những con tay dài thôi, ví dụ như Nata nè, rồi Dirac nè, những con mà chất tướng mà có khả năng mà xuyên thấu mà mình không thể chạy được. Còn giống như mấy con tem bạn như ví dụ như Ra Quyền Dương hay là Butterfly, mấy con nói chung là đấu sĩ mình không sợ đâu nha anh em, thoải mái ra thoải mái. Thêm ghi đu bò nữa, nói chung tem bạn là tính chất nó không có sốc sát thương, nên mình lên một xíu đam mình chơi luôn cũng được, để mình có thể là càn giữa tem địch luôn, mình gây sát thương cho nó để cho nó bớt máu, cấu máu nó bớt để tem mình có thể chơi dễ hơn anh em. Ok, mình lính mình cũng cao rồi, mình qua đây cố gắng đẩy luôn để mình lấy lợi thế cho tem luôn anh em ơi. AD ơi, AD không hiểu ý gì hết, mình chặn quá luôn anh em ơi. Mới vô tem mình có lợi thế cao quá mà bây giờ mất lợi thế luôn nha anh em. Bằng búp vét cũng khá là đau nè anh em ơi. Mới vô tại mình á chưa có lên đồ nhiều quá. Trời. Hay quá, xong. Mình đã đánh lạc hướng và đẩy được một cái trụ rồi anh em ơi. Mình chơi chiến thuật là chặn lính luôn, không cho lính nó xuống tới ngay trụ luôn, nên là lính mình dưới đây cứ chơi thoải mái thôi.
con bò nó ủi cũng khá khó chịu nha anh em. Rừng mình dí bạn AD quá anh dí. Qua anh kia thì lại gặp bạn Vera đó. Mùa này con Kira nó tặng skin nhưng mà nó sức mạnh nó vẫn bình thường, nó không có mạnh lắm nha anh em. Nên là chơi mình thấy chơi cũng không có ngon lắm. Chết ngựa rồi, mình tham cú đó làm chết AD mình luôn rồi anh em ơi. Để mình sẽ trả thù cho AD mình mới được. Trình nó không cho nó về. Ok. Được, mình sẽ có ngày mình trả thù cho AD mình nha anh em. Nhảy không qua mé tường luôn rồi. Chụp nguồn mắt tôi đi. Vút chiêu không qua được mé tường luôn anh em ơi. Rồi, đẩy luôn đám quái này luôn. Lỡ rồi AD không xanh thì mình xanh luôn. Chứ đợi AD lên lâu quá, AD mình di chuyển chậm quá. Ok, mình sẽ cố gắng tranh thủ ăn con rồng này, lấy thêm ít vàng nữa với kinh nghiệm cho team mình nha anh em. Ok, tranh thủ mình ép lên đi. Team mình chức tướng có AD là cuối game con thôi. Nhưng mà cuối game thì Butterfly nó bay vô là chết. Team bạn đánh không lại rồi la team mình hết nha. Đánh dở rồi kêu hết nữa. Team bạn bên đó đang rối loạn nội bộ rồi. 103. Mình đảo lên đi anh em ơi. Này thì Butterfly chúng tôi. Cố lên, chạy đi bạn. Chơi con này khá là thú vị là ấy da, hình quá anh em ơi. Khá là thú vị là mình chơi mình có thể troll team bạn khá là vui luôn nha anh em. Anh em nào mà thích cái độ trâu lì mà mình có thể troll team bạn, ví dụ như nhấn nhá nháy đèn các kiểu để cho team bạn ức chế chơi, thì mình nên chơi với con tướng như thế này nè. Kiểu như cái lượng, cái độ máu nó rất là trâu luôn, nên là những cái combo dồn vô có thể là 1-2 combo rồi dồn mình sẽ không có chết. Nên là chơi khá là vui anh em ơi. Mình chơi mình thích nhún nhát team bạn cho team bạn tức chơi. Phong cách mình chơi cứ chật chọn vậy thôi. Mình nhún nhứ vô cho team bạn ức chế xả hết chiêu vô mình, xong team mình sẽ có lợi thế hơn, mình chơi dễ hơn anh em ơi. Ok, mình lên được một món kháng phép rồi. Giờ mình sẽ lên một cái khiên huyền thoại để lấy độ giảm tốc đánh với cái lượng giảm hồi chiêu cho nó có thể là hồi chiêu nhanh hơn, mình chơi nhớ hổ báo hơn anh em ơi. Cái phần trang bị và cái phù hiệu mình sẽ để trong phần đầu của video nha anh em. Còn bản ngọc mình sẽ để trong phần mô tả anh em. Nếu mà anh em nào mà thích chơi vị tướng này thì mình có thể tham khảo bản ngọc và trang bị của mình để mình chơi thử. Nếu mà phù hợp với phong cách thì mình có thể lấy đem ra đấu thử nha anh em. Mình thấy bản ngọc và cái trang bị này chơi tùy, nói chung là tùy trận và cũng tùy vào phong cách chơi của mỗi người nữa. Nhưng mà mình thấy theo phong cách chơi như mình thì mình thấy chơi cái bản ngọc phù hiệu này thì cũng khá ok nha anh em. Nếu anh em nào mà thấy có cái nào mà có khả năng hay hơn thì anh em có thể là góp ý để mình chơi hay hơn nha anh em. Ok, team mình đang là ép áp đảo team bạn khá là tốt luôn anh em. Team mình chưa mất một cái trụ nào luôn nha. Rank cao nhưng mấy bạn này chơi khá là kỹ, team mình chơi khá là kỹ luôn. Chết thì team mình chết cũng ngang ngang với team bạn, nhưng mà này thì hết máu mà dám ăn rồng này. Mình sẽ dí luôn bằng búp này lấy mạng luôn nha. Ok, chạy họ bạn ơi. Búp là không thể nào chạy thoát được ta ra luôn nha anh em. Chỉ có gấu rồi mới chạy nổi thoát ta ra thôi. Mà mình đem tốc hành á, nên là nhiều lúc gấu chạy còn không thoát mình nữa. Đừng nói chi là bằng búp nha. Bằng búp thì xác định rồi. Trừ khi búp quá xanh nữa, su kêu với mình luôn á thì được, chứ còn búp mà chạy thì xác định rồi.
mà mình trận này mình rất là xanh luôn nên là búp không có khả năng nào giết được mình đâu nha đúng không? Ok, trận này thì mình áp đảo tam bạn khá là tốt luôn. Cái độ cấu rỉa của mình chơi giờ mình cứ đẩy lén thôi. Ok, AD mình lại chết rồi. Con này thì chơi bảo vệ AD thực sự thì không có tốt lắm nha anh em. Nói chung mình hỗ trợ tem tốt thôi nhưng mà thực sự mình chơi con AD mình không bảo vệ nổi đâu. Nhiều lúc mình chơi AD cũng tội nghiệp AD lắm. Nhưng mà tướng thủ mà phải chơi thôi. Mình chỉ đỡ đam được phần nào thôi, AD phải giữ vị trí chứ AD mà cứ lao lao hổ báo hoặc là gì đó là phải chịu chết thôi chứ. Ok, con này nói chung là nó cũng tương đối sợ cái con Hayate nha anh em. Hayate nó rất là khó chịu luôn, sát thương chuẩn gặp thêm mà cái nếu lên đồ làm chậm nữa mình rất là khó chịu luôn, mình sẽ không có đỡ nổi luôn nha anh em. Nó xả nguyên combo vô, mình không có chiêu nào chón thì nó sẽ dồn nguyên một combo vô mình thì mình không chịu nổi luôn anh em ơi. Ok, rồi bạn Gidu hết đường chạy rồi, mình sẽ lấy mạng bạn Gidu luôn. Thấy vị tướng này mình cứ bích cái vị tướng như Hayate, chơi khóa chân con Tara khá là ổn luôn anh em. Nếu Hayate mà chơi hay thì Tara có thể là bị phế luôn anh em ơi. Kiểu như sát thương chuẩn mà nó cơ động nữa nên mình rất là khó giết nó luôn nha anh em. Ok, mình hạ bước trong tụ rượu luôn nha anh em. Rồi ok, chắc là mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây rồi anh em ơi. Anh em mà xem video tới đây mà chưa like thì cho mình xin một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ kênh mình nha anh em. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip.